Okay, welcome to my channel. Tiếp tục chơi game Rob City. Green Gangster Rob City. Và đây là hero của chúng ta. Anh ấy sẽ làm gì đây? Mình chả biết làm gì đây. À, có con xanh này. Ok. Emmet bro, go to bro. Hey. Ah, có súng này. Giờ đâu cần thì súng. Gì? Major ammo. Wow. Vậy thì cái gì ở đây mà? Major ammo này. Ở đây. Mua đạn. Hiểu rồi. Ok. You don't have a quest. Wow. Vừa thấy chấm gì đó đây xong lại mất rồi. Bạn không có câu hỏi gì. Ok, ấy, no. Tiếp tục. Stop này. Có chấm gì đỏ bên này à? À, bay nhanh thế nhở? Wow, giờ làm gì với ta? Đã thế. Ê, đứng lại. Đừng tới đây. Ok, lửa vạch, à đây rồi. Cứ phải đánh thì mới chịu cơ. Ok. Đi đâu? Ok. Hey. Lùi. Ok. Oh. Ok, 300 mét. Lại thẳng B, đánh võng thế. Ok. Uầy. Gì đây? Tí đâm chết người rồi. Ok. Bên này hả?
rồi. Đang bị mất định vị, mất 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 là bàn. Ok. Ây. Quay vừa mới nói xong. Ok. Chết luôn là tường đi của gì đấy. Đây hả? Ờ. Im nào. Đợi tí. Anh xong việc anh sẽ chơi với chú. Số xe đấy. Mày ô what. Ok, có lẽ video của mình sẽ tạm thời dừng lại ở đây rồi. Hẹn gặp mọi người ở các video sau.